Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 6 tháng 6, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết Tại sao các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan tiếp tục xảy ra? Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài Đạo lý Hội Thánh Công giáo về thưởng phạt sau khi chết. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ nam nữ dòng Từ Sai Đức Mẹ an ủi, ngày càng tái khám phá tình yêu thương xót của Thiên Chúa và thể hiện tình yêu ấy cho tha nhân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng 6, dành cho 120 thành viên tổng tu nghị liên hệ của hai ngành nam nữ dòng Từ Sai Đức Mẹ an ủi, là dòng do chân phước Giuseppe Alamano sáng lập. Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ của hai dòng vì bao nhiêu điều thiện họ đang thực hiện trên thế giới, và Ngài nói rằng, tôi muốn khuyến khích anh chị em thực hiện một sự chăm chú phân định về tình trạng của các dân tộc nơi anh chị em thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc mang lại sự an ủi nâng đỡ cho các dân tộc đang bị nghèo đói và khổ đau trầm trọng như tại nhiều miền ở Phi Châu và Mỹ Latin. Hãy liên tục để cho những tình trạng cụ thể thách thức và tìm cách làm chứng tá thích hợp về tình bác ái mà Chúa Thánh Linh phú vào trong tâm hồn anh chị em. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, để thi hành sứ mạng không dễ dàng ấy, cần phải sống hiệp thông với Thiên Chúa, ngày càng ý thức về tình thương xót của Chúa đối với chúng ta. Theo mức độ chúng ta ý thức và xác tín về tình thương của Chúa, chúng ta càng gắn bó với Ngài. Chúng ta cần luôn tái khám phá tình yêu và lòng thương xót của Chúa để phát triển cuộc sống thân mật với Chúa, noi gương các nhân đức của Chúa Kitô và thái độ đầy tình nhân đạo của Chúa, để làm chứng về những điều ấy cho tất cả mọi người mà anh chị em đến làm việc mục vụ. Dòng Nam Từ Sai Đức Mẹ an ủi được chân phước Alemano thành lập năm 1901 và hiện có 980 tu sĩ. Trong số này có 763 linh mục hoạt động tại 220 nhà trên thế giới, và ngành nữ của dòng này có hơn 600 nữ tu thuộc 96 nhà. Cả hai dòng hoạt động tại nhiều nước Phi Châu và Mỹ Latin, Âu Châu. Tại Á Châu, dòng này chỉ hoạt động tại hai nước Nam Hàn và Mông Cổ. Torino, Chủ nhật mùng 4 tháng 6 vừa qua, tại tất cả các thánh đường thuộc Tổng giáo phận Torino, các tín hữu đã cầu nguyện để hài cốt thánh Gioan Bosco bị đánh cắp đêm mùng 2 tháng 6 trước đó được trả lại. Tức Tổng giám mục sở tại Cesare Nocilia nói với đài truyền hình Công giáo TV2000 của Hội đồng giám mục Italia rằng, tôi đã yêu cầu các linh mục trong giáo phận trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhắc nhở các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ. Xin Chúa đánh động tâm hồn những kẻ ăn trộm thánh tích thánh Gioan Bosco, hãy sớm trả lại vô điều kiện. Lời cầu nguyện này như một dấu chỉ sự gần gũi với các anh chị em thuộc cộng đoàn dòng Salesian Don Bosco, để thánh tích này tiếp tục là điểm tham chiếu cho lòng sùng mộ của hàng triệu tín hữu đến viếng đền thánh Bosco. Đức Tổng giám mục Nocilia cũng nhắc lại sự kiện cách đây 2 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã đến kính viếng và cầu nguyện trước di hài thánh Gioan Bosco được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ phù hộ. Đức Thánh Cha kể rằng, cha mẹ cũng như ông nội của Ngài rất sùng kính thánh nhân và bản thân Ngài cũng vậy. Đức Thánh Cha biết ơn về những gì thánh Bosco, nhất là qua các con cái của Ngài, đã làm cho giáo hội. Thánh nhân đã muốn các tu sĩ Salesian được gửi đi trước, tiến đến hoạt động tại miền Patagonia bên Argentina. Zakopane, trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6 này,
Hội đồng Giám mục Ba Lan nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 376 tại Zakopane. Khóa họp này có tính chất long trọng đặc biệt chiều thứ Ba hôm nay, mùng 7 tháng 6, tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Krestovsky. Các giám mục cử hành nghi thức tái phó thác Ba Lan cho Khiết Tâm Đức Mẹ. Nghi thức này đã được cử hành lần đầu tiên cách đây 71 năm, tức là vào tháng 9 năm 1946 tại Trung tâm Thánh Mẫu Chestokova, nhắc nhớ việc Đức Giáo Hoàng Pio XII đã phó dâng thế giới cho Đức Mẹ vào năm 1942 theo sứ điệp của Đức Mẹ trong những lần hiện ra tại Fatima. Đức ông Artur Mijinski, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, lễ nghi ở Krestovsky tái phó thác Ba Lan cho Đức Mẹ có tính chất toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hiện diện trong lễ nghi này có Tổng thống Andrzej Duda và nhiều nhân vật trong chính phủ Ba Lan. Hồi tháng 4 năm nay, Quốc hội Ba Lan đã thông qua nghị quyết về tầm quan trọng đặc biệt đối với Ba Lan những lần hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima. Buổi lễ chiều hôm nay cũng là dịp kỷ niệm 20 năm Thánh Gioan Paulo II viếng thăm miền Zakopane là vùng núi phía nam Ba Lan. Trong khóa họp toàn thể lần thứ 376 hiện nay, Hội đồng Giám mục Ba Lan bàn về chương trình mới về mục vụ của giáo hội nước này, các vấn đề phụng vụ và chỉ nam về việc mục vụ cho những cặp vợ chồng cũng như các gia đình gặp khó khăn, đồng hành với các gia đình ở trong tình trạng bất hợp lệ về hôn nhân. Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức và tham gia sứ mạng truyền giáo của giáo hội và của mỗi Kitô hữu, loan báo cho con người ngày nay tin mừng tình thương của Chúa Cha trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Đó là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 năm nay và được Ngài đích thân công bố vào cuối thánh lễ sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 6 vừa qua nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: sứ mạng truyền giáo của giáo hội không phải là phổ biến một ý thức hệ tôn giáo và cũng không phải là đề nghị một luân lý đạo đức cao vời. Nhiều phong trào trên thế giới biết sản xuất những lý tưởng cao cả hoặc những biểu hiện luân lý đạo đức đáng kể. Qua sứ mạng truyền giáo của giáo hội, chính Chúa Giêsu Kitô tiếp tục loan báo tin mừng và hành động, và vì thế đó là Kairos, là thời điểm thuận tiện của ơn cứu độ trong lịch sử. Qua việc công bố tin mừng, Chúa Giêsu ngày càng trở thành người đồng thời với chúng ta, để ai đón nhận Chúa với lòng tin yêu thì cảm nghiệm được sức mạnh biến đổi do Thánh Thần phục sinh của Ngài làm cho nhân loại và các công trình thụ tạo được phong phú như mưa tưới gội trái đất. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện thế giới đang cần tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Qua giáo hội, Chúa tiếp tục sứ mạng làm người Samaritano nhân lành, chữa trị các vết thương rướm máu của nhân loại, không ngừng tìm kiếm những người lạc đường. Đức Thánh Cha cũng nêu một số chứng tá bác ái của các tín hữu Kitô trong lãnh vực này và đồng thời mời gọi toàn thể giáo hội hãy ra khỏi tình trạng tiện nghi, cuộc sống thoải mái của mình để mang sứ điệp tin mừng cứu độ cho mọi người. Brussels, Đức Tổng giám mục François Xavier Marois ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu cho biết số người phải di tản trong nội địa nước này lên tới mức kỷ lục là 3.700.000 người. Tuyên bố tại Brussels, thủ đô Vương quốc Bỉ hôm 31 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Marois cũng nói rằng, ngoài số người tản cư nội địa vừa nói, có nửa triệu người Congo tị nạn sang các nước láng giềng. Ngoài ra, có nhiều người tị nạn hầu như vô hình vì họ không chạy tới các trại tị nạn và im lặng không nói gì về hành vi bạo lực vì sợ bị trả thù. Ví dụ, dân chúng ở thành phố Bukavu ở miền đông Congo đã tăng gấp đôi, lên tới 1 triệu người trong vòng 10 năm qua. Theo Đức Tổng giám mục Marois, nền dân chủ và giới lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm, đó là một giải pháp quan trọng để chặn đứng làn sóng di cư. Các cuộc bầu cử tổng thống cũng là những yếu tố mang lại hy vọng cho mọi người. Vì thế, tước đoạt quyền của người dân, được các cuộc bầu cử ngay chính và an toàn, đó là một con đường sai lầm và là một tội ác trầm trọng. Đức Tổng giám mục kêu gọi thay đổi chính quyền trước cuối năm nay. Về các quặng mỏ ở Congo, với cuộc xung đột để chiếm hữu và kiểm soát các mỏ này,
đã mang lại tai ương cho nhân dân Congo. Chúng nuôi dưỡng cái vòng tham lam, bạo lực và nghèo đói. Đằng sau cuộc xung đột không phải là cuộc chiến tranh bộ tộc, nhưng là sự tranh giành lợi lộc về kinh tế và chính trị. Sự khai thác bóc lột các quặng mỏ và tài nguyên dưới lòng đất phục vụ cho việc tài trợ các cuộc xung đột đảng phái. Đức Tổng giám mục Maroy nhấn mạnh rằng, chúng tôi không muốn các điện thoại di động tài trợ chiến tranh ở Congo và bành trướng bạo lực. Đây cũng là lời kêu gọi mà 140 giám mục trong một liên minh các tổ chức công giáo trợ giúp phát triển gửi tới Liên hiệp Âu Châu hồi năm 2014. Để chế tạo điện thoại di động, người ta phải sử dụng một thứ khoáng sản chỉ có tại Congo. Đây cũng là một nguyên do góp phần kéo dài các cuộc xung đột ở nước này. Bon, số tân linh mục công giáo được thụ phong trong năm nay ở Đức tiếp tục ở mức độ thấp nhất. Theo cuộc thăm dò của hãng tin công giáo Đức KNA, năm nay chỉ có 76 tân linh mục triều cho 27 giáo phận tại Đức, một con số quá thấp đứng trước nhu cầu của hơn 23 triệu tín hữu công giáo tại nước này. Trong năm ngoái 2016, theo tin của Trung tâm Mục vụ Ơn Gọi, có tổng cộng 82 tân linh mục tại Đức. Năm 2015, số tân linh mục ở nước này xuống tới mức kỷ lục, tức là chỉ có 51 vị, so với 186 tên linh mục hồi năm 1995. Những con số trên đây không bao gồm các tên linh mục thuộc các dòng tu. Hội đồng các bề trên cấp cao dòng tu ở Đức chỉ công bố con số tên linh mục vào cuối năm. Năm ngoái tại Đức chỉ có 16 tên linh mục dòng. Đứng trước tình trạng trên đây, Đức cha Franz Josef Bode, giám mục giáo phận Osnabrück ở miền Bắc Đức cho rằng cần phải suy nghĩ lại những điều kiện để chuyển chức linh mục. Tuyên bố với báo Sứ giả của Giáo hội thuộc giáo phận Osnabrück số ra Chủ nhật 4 tháng 6 vừa qua, Đức cha Bode nói rằng cần phải nghiêm túc cứu xét vấn đề chuyển chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình, quen gọi là viri probati. Ngài nói, chúng ta phải đặt câu hỏi xem chức linh mục và sự độc thân có phải gắn liền với nhau hay không. Năm nay, lần đầu tiên, giáo phận Osnabrück của Đức cha Bode không có tân linh mục nào và tình trạng này sẽ tái diễn trong những năm tới đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết Tại sao các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan tiếp tục xảy ra? Kính thưa quý vị thính giả, tối thứ Bảy mùng 3 tháng 6 vừa qua, London lại sống trong kinh hoàng với hai vụ khủng bố bằng xe lao vào dân chúng và những kẻ cuồng tín dùng dao đâm vào những người qua đường và tại một quán nước, làm cho ít nhất 6 người chết và 40 người bị thương. Trước đó, 28 tín hữu Kitô Cốp ở Ai Cập đi hành hương đã bị toán võ trang giết chết ở Minia. Còn tại Mindanao, Philippines, một linh mục và 15 tín hữu công giáo bị nhóm Mao Tề thân lực lượng ISIS bắt giữ làm con tin. Đó là những vụ mới nhất trong một chuỗi dài các vụ khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Cha Samir Khalil, dòng tên người Ai Cập, giáo sư chuyên về Hồi giáo ở Giáo hoàng Học viện Đông Phương, giải thích lý do sâu xa của các vụ khủng bố. Đồng thời, cha tố giác thái độ mơ hồ của Đại học Al-Aqsa ở Cairo là thẩm quyền tinh thần lớn nhất của một tỷ tín hữu Hồi giáo Sunnit, cũng như sự bành trướng trào lưu Hồi giáo cực đoan. Sau đây là một số suy tư của cha Samir Khalil. Điểm thứ nhất, điểm cơ bản. Thật là điều hoàn toàn sai lầm khi nói rằng lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS không xuất phát từ Hồi giáo và không lấy hứng từ chính Hồi giáo. Thực tế, nó lấy hứng từ những nguồn mạch đích thực nhất của Hồi giáo là Kinh Koran và truyền thống Hồi giáo dựa trên cuộc sống của Mohammed. Những câu nói và sự kiện do chính ông gợi lên được gọi là Sunnah và Hadith. Điều này không có nghĩa là Kinh Koran là một văn bản chỉ tập trung vào bạo lực. Kinh này vừa chứa đựng bạo lực
và chứa sự bất bạo động, tùy theo thời kỳ và cuộc sống của Mohammed. Lịch sử và truyền thống phân cuộc đời của Mohammed thành hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất ở thành La Mecca, nơi ông sinh trưởng từ năm 610 đến năm 622. Thời kỳ thứ hai, ông ở thành Medina sau cuộc trốn khỏi La Mecca và kéo dài từ năm 622 cho đến khi ông qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 632. Trong giai đoạn thứ nhất, Mohammed tìm kiếm con đường sống chung và những diễn văn của ông có màu sắc tích cực, tuy không thiếu những lời phê bình, kể cả đối với các tín hữu Kitô. Trong giai đoạn thứ hai là giai đoạn quan trọng hơn, sau 2 năm đầu với những cuộc gặp gỡ với cả các tín hữu Do Thái, nhờ họ ông đã biết một số điều về Kinh Thánh. Ông bắt đầu xa cách và khởi xướng cuộc chiến chống lại bộ tộc Do Thái quan trọng nhất là Banu Qurayza và giết từ 300 đến 600 người đàn ông, trong khi các phụ nữ và trẻ em thì bị biến thành nô lệ và được chia chác cho các chiến binh. Tiếp theo đó là một giai đoạn mới, trong đó Mohammed tấn công hết bộ tộc này đến bộ tộc khác, bắt họ phải theo quan điểm của ông. Qua đó ta thấy, ngay từ đầu, dự phóng Hồi giáo có tính chất hoàn cầu, tinh thần và tôn giáo, quan niệm về một vị Thiên Chúa hành động và quyết định về đời sống chúng ta, nhưng cũng liên hệ tới lĩnh vực chính trị. Đối tượng mà Mohammed nhắm tới là kiến tạo một Ummah, một quốc gia Hồi giáo, bao gồm một dự phóng kinh tế, văn hóa, vật chất và mọi lĩnh vực khác, từ việc ăn mặc cho đến cách quan hệ với con người, vân vân, tất cả đều được chủ định trước. Rồi có một điểm chót, một nguyên tắc thiết yếu được trình bày trong kinh Koran. Như chính những người Hồi giáo đã nhận thấy, có những mâu thuẫn giữa câu này với câu khác, nên họ đề ra nguyên tắc theo đó, mặc khải cuối cùng, những câu mới nhất, hủy bỏ những câu trước đó, chiếu theo nguyên tắc Ả Rập về điều hủy bỏ và những gì bị hủy bỏ. Do đó, những câu có tính chất tranh đấu nhất, bạo lực nhất, xóa bỏ những câu trước đó có tính chất bao dung hơn. Nếu trong các câu trước nói về tình bạn, rồi sau đó nói ngược lại, thì lập trường sau trội vượt lập trường trước. Đó cũng là cách tiến hành của lực lượng ISIS. Họ chọn những đoạn sách Koran hoặc truyền thống của Mohammed thích hợp với họ nhất. Truyền thống được chia thành hai điểm. Thứ nhất là những câu nói của Mohammed, gọi là Hadith, một bộ sưu tập gồm hàng ngàn câu nói và được nhìn nhận là có giá trị trong hai từ điển bách khoa thời Trung Cổ, gọi là Sahih của Bukhari và Muslim. Về những sự kiện thì đó là những gì Mohammed đã làm trong đời. Nếu điều gì thiếu trong kinh Koran thì được bổ túc bằng những câu nói và sự kiện của ngôn sứ Mohammed. Đối với các tín hữu Kitô, khía cạnh này có thể tương đương với mặc khải trong Kinh Thánh và trong Tân Ước. Về những căn cội của lực lượng ISIS trong luật Sharia của Hồi giáo, cha Samir nhận định rằng, về phương diện này, tất cả những gì nhóm ISIS làm, cả những hành động tàn bạo nhất, đều có một nguồn mạch rõ ràng trong bộ sưu tập Hadith vừa nói trên, trong chính Kinh Koran hoặc trong đời sống của Mohammed. Điều này cũng có giá trị đối với lập trường của Đại học Al-Azhar hoặc đối với quyết định do một lãnh tụ nhà nước Hồi giáo đưa ra theo luật Sharia. Làm thế nào có thể biết được sự kiện này là hợp pháp theo Hồi giáo? Tại mỗi quốc gia đều có một imam, một đại mufti là người đưa ra một giáo pháp gọi là fatwa. Họ là chuyên gia về luật Hồi giáo và có thẩm quyền cho biết một ý kiến là đúng hay không. Trên bình diện quốc gia, vị đại mufti do chính phủ bổ nhiệm. Cả nhóm ISIS cũng có một mufti, một tiến sĩ luật Hồi giáo, là người cho biết một điều là hợp pháp và hành động như thế nào. Mỗi điều phải hay trái đều có nền tảng trong truyền thống Hồi giáo. Một lãnh tụ Hồi giáo có thể đưa ra một chọn lựa ngược lại, nhưng cũng hợp pháp về mặt Hồi giáo. Trong Kinh Koran, chúng ta thường có lập trường này hay lập trường khác. Ví dụ về viên phi công người Jordani ở Ma'as al-Kassasbe bị rơi vào tay nhóm ISIS. Anh ta bị nhóm này nhốt trong củi và thiêu sống. Đại học Al-Azhar qua miệng của Iman al-Tayseb đã nói rằng hành động ấy là trái ngược với Hồi giáo vì trong một câu nói,
Mohammed nói rằng thiêu sống một người là hình phạt riêng của Thượng Đế và chỉ có Thượng Đế mới có thể quyết định về việc giết một người bằng lửa hay không. Nhưng cũng có một câu khác của Mohammed khi ông lên tiếng về hai người đàn ông bị bắt quả tang đang làm tình với nhau, đồng tính luyến ái. Câu trả lời của Mohammed là họ phải bị thiêu sinh và xác họ bị vứt bỏ trong sa mạc để ác thú ăn. Người thì chọn câu này, người thì chọn câu khác. Cả hai đều hợp pháp. Đó là sự mơ hồ cơ bản. Đi sâu hơn vào vấn đề, cha Samir nhấn mạnh tình trạng thiếu sự giải thích các văn bản Kinh Koran. Cha viết, điều cơ bản là thiếu sự giải thích lại văn bản Kinh Koran ngoài những câu nói và sự kiện của ngôn sứ Mohammed. Lương Trì nói với chúng ta rằng, một văn bản không thể hiểu nó bên ngoài bối cảnh. Nhưng bối cảnh trong trường hợp này là bán đảo Ả Rập hồi thế kỷ thứ 7. Giải thích không có nghĩa là khẳng định điều trái ngược, nhưng là đặt câu nói hoặc sự kiện trong bối cảnh và hiểu ý nghĩa của câu ấy ngày nay, đâu là chủ ý của nó trong bối cảnh ngày nay. Cuộc sống tại bán đảo Ả Rập hồi đó không có các tòa án và các cơ cấu hạ tầng quốc gia như ngày nay. Luật bấy giờ là lời nói của Mohammed, xét vì ông là thủ lãnh tinh thần và nhân sự. Bạo lực là thành phần thông thường của cuộc sống con người và là phương thế để giải quyết các vấn đề. Cả bạo lực trong gia đình cũng được phép và quy định, như trong trường hợp sách Koran dạy rằng người đàn ông phải thi hành quyền bính trên phụ nữ và sửa chữa cho người nữ. Một câu nói khác của Mohammed nói rằng đàn bà thiếu thông minh và thiếu đức tin vững chắc. Vì thế, có sự kiện là cả ngày nay tại Ai Cập đàn bà không thể làm quan tòa vì phụ nữ cảm xúc và lý luận của họ không luôn luôn hòa hợp. Và về phương diện tôn giáo, vì phụ nữ có kinh nguyệt nên trong những lúc ấy họ không thanh khiết và không thể thực hành kinh nguyện hoặc là trai tịnh. Bởi đó, phụ nữ là người bất toàn về tôn giáo. Lời nói của Mohammed tương ứng với não trạng thời đó, như trong trường hợp sách Lê Vi của Cựu Ước, đoạn 15, câu 19-23, và tổng quát hơn là do Thái giáo. Cũng vậy, khi một phụ nữ sinh ra một con trai thì bị ô uế trong 40 ngày, nhưng khi sinh ra một trẻ nữ thì bị ô uế trong 80 ngày. Từ đó, lễ ngày mùng 2 tháng 2, tức là 40 ngày sau ngày 25 tháng 12, lễ Chúa Giáng sinh, được gọi là lễ thanh tẩy Đức Mẹ. Truyền thống này vẫn còn áp dụng ngày nay trong giáo hội chính thống Copt ở Ai Cập đối với nhiều phụ nữ. Đến độ sau khi sinh con, một phụ nữ không được rước lễ trong 40 hoặc là 80 ngày. Điều này giúp hiểu rằng không phải tôi đang tấn công Hồi giáo, nhưng có nghĩa là chúng ta đứng trước một vấn đề hoàn cầu ngày nay vẫn còn hiệu lực. Hồi giáo phải xét lại luật Sharia. Do tình trạng như thế, ta không thể nói một khía cạnh chắc chắn được hội nhập vào luật Hồi giáo hay không. Vấn đề ở đây là xét lại mỗi chi tiết của luật. Nhưng đây là một cố gắng ít được các imam thực hiện. Bao nhiêu nhà trí thức, hàng ngàn người trong thế giới Hồi giáo đang viết và nói trên đài phát thanh và truyền hình. Cả Tổng thống Al-Sisi của Ai Cập đã nói rõ ràng điều đó khi mới nhậm chức. Khi ông gặp các imam của Đại học Al-Aqsa, ông kêu gọi xét lại toàn thể tôn giáo và các quy luật của đạo này. Những lời của Tổng thống Al-Sisi được mọi người vỗ tay tán thưởng hồi tháng 12 năm 2014, nhưng không được tuân hành và hơn 2 năm đã trôi qua, không có gì được thực hiện. Chính các cuốn sách với những phần bình luận và các nhà trí thức phản đối có những cuộc đụng độ nhưng không có thay đổi cụ thể nào. Vì vậy, cần phải đi đến điểm thiết yếu và tự hỏi từ đâu xảy ra tất cả những gì chúng ta đang chứng kiến. Tất cả xuất phát từ một giải thích Hồi giáo và giải thích Koran, một sự chú giải bắt nguồn từ đại imam sống trong phần tư cuối cùng của thế kỷ thứ 18, Muhammad ibn Abd al-Wahhab.
Ông đã đề ra đường hướng và thành lập trường phái Wahhabit, là trường phái đang thịnh hành tại Ả Rập Saudi, Qatar và các nước khác. Vương quốc Saudi ngày nay là quốc gia duy nhất trên thế giới không có hiến pháp, vì họ nói hiến pháp của chúng tôi là luật Sharia Hồi giáo. Nhưng như vậy có nghĩa là gì? Ai có quyền giải thích luật ấy? Thưa, chính là Imam. Như từ khi lập quốc trong thập niên 1930, họ áp dụng luật này với sự phê chuẩn của các Imam là những người xác định điều gì là đúng, điều gì không. Ví dụ, người ăn trộm bị chặt tay, người bỏ Hồi giáo thì bị giết, và người đàn bà ngoại tình thì bị ném đá. Điều này có nghĩa là xét lại đức tin, sống tôn giáo đích thực, không lên án. Tự do tôn giáo là một trong các quyền căn bản của con người, được điều số 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền xác định, và vì thế người Saudi không muốn ký tuyên ngôn này. Những người khủng bố khi theo ý thức hệ thánh chiến, họ xác tín là mình làm tốt, thi hành điều đúng đắn. Phần lớn các imam và tín hữu Hồi giáo xác tín rằng những lời chứa trong kinh Koran là những lời tuyệt hảo nhất. Cũng có những người suy nghĩ, đặt câu hỏi, nhưng nói chung trình độ văn hóa, tư tưởng phê bình không có, và người ta hiểu mọi sự theo nghĩa đen. Trong vấn đề này, cả Đại học Al-Azhar dường như cũng chê chữ. Khi nói với người Tây Phương và Đức Giáo Hoàng, thì họ nói Hồi giáo, Islam có nghĩa là Salam, là hòa bình. Nhưng đó là một lời nói dối, vì Islam tự nó có nghĩa là tùng phục Thiên Chúa. Và điều này theo một nghĩa nào đó có thể là rất đẹp, nhưng đàng khác là rất nguy hiểm, vì người ta hiểu mọi sự theo nghĩa đen. Vì thế, cả người nghĩ rằng ISIS đang sai lầm, họ vẫn không nói ra điều ấy, nhất là giữa các imam, vì họ có nguy cơ mâu thuẫn đi từ kinh Koran. Như Tổng thống Al-Sisi đã đề nghị, như bao nhiêu tư tưởng gia Hồi giáo ngay từ thời Trung Cổ, ngày nay cần có một sự cải tổ Hồi giáo không thể trì hoãn nữa. Và cha Samir kết luận rằng, hiện nay đang có cuộc tranh đấu giữa các khuynh hướng cực đoan giữa trào lưu Wahhabism, Salafism, anh em Hồi giáo tại Ai Cập, ở Minya, nơi diễn ra các cuộc tấn công chống Kitô giáo mới đây, nhất là các nhóm anh em Hồi giáo, họ tuyên bố mình thân nhóm ISIS. Nhưng ISIS có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria. Tại sao hai nước ấy? Vì cả hai đều theo Hồi giáo Shiite. Vì thế, nhóm Sunni cực đoan muốn gây chiến với họ. Trào lưu cực đoan này đến từ Sunni đối nghịch với người Shiite và rốt cuộc họ mở rộng phe thù nghịch. Chúng ta hãy suy nghĩ tại sao chúng tấn công và khủng bố tại Pháp và Anh Quốc. Thưa, họ làm như vậy là vì từ ít là 50 năm nay, Âu Châu bị coi như quân bất tín, vô thần, và dưới khía cạnh đó, quả thực là đại lục này ngày càng trở thành đời, theo nghĩa tích cực là trung lập về tôn giáo, nhưng cũng là chống tôn giáo nữa. Sự tiến hóa ấy hiển nhiên là tại Pháp, còn tại Italia có lẽ ít hiển nhiên hơn. Nhưng vì nhà nước Hồi giáo không có khuynh hướng phân biệt, nên họ khẳng định rằng toàn thể Tây Phương là Kitô giáo, và Kitô giáo đại diện cho một hình thức vô thần, kín đáo và che đậy, không tin tưởng. Trong kinh Koran có một từ để chỉ kẻ bất tín, đó là Kafir, và theo kinh Koran, người Kafir phải bị giết. Người Do Thái và Kitô ít là lúc đầu không bị coi là Kafir, nhưng bị coi như những tín hữu bất toàn, và vì thế họ phải trả thuế jizya để sống chung với người Hồi giáo. Đối lại, người Kafir không được sống với người Hồi giáo, và họ chỉ có hai chọn lựa, một là trở lại theo Hồi giáo, hai là bị giết. Nếu những kẻ cuồng tín ISIS gọi người Do Thái và Kitô là những người Kafir, thì họ có quyền giết các tín hữu này, như đã làm với những người JJD, tàn sát những người JJD và bắt vợ của các nạn nhân làm nô lệ. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cha Samir hỏi. Dầu sao đi nữa, tôi phải coi những người Hồi giáo như những người anh em của tôi. Họ đang trải qua cuộc khủng hoảng nặng nhất trong lịch sử của họ từ nhiều thế kỷ, nhưng nhất là trong 50 năm gần đây. Tôi phải là một người bạn huynh đệ đối với họ, gợi ý cho họ rằng tất cả các tín hữu Kitô chúng tôi cũng phải xét lại nhiều điều. Một số người đang làm điều ấy, nhưng chính tư tưởng và hệ thống pháp luật nói chung của Hồi giáo phải được xét lại. Điều này có nghĩa là trước tiên họ phải tách rời chính trị ra khỏi tôn giáo.
giúp cho họ hiểu rằng họ là tù nhân của một số quy luật và đức tin là một vấn đề cá nhân bản thân. Đặc tính đời đích thực chính là Chúa Kitô đã mang lại chứ không phải do cuộc cách mạng Pháp. Hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Quý vị vừa nghe bài viết Tại sao các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan tiếp tục xảy ra. Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Đạo lý Hội Thánh Công Giáo về thưởng phạt sau khi chết. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã thấy trong bài trước, rất ít bản văn Tân Ước nói tới cánh chung trung thời, nghĩa là sự thưởng phạt liền sau khi chết và trước khi Chúa quang lâm. Vì vậy, ý kiến các giáo phụ không nhất trí về vấn đề này. Ta có thể tóm lại sự tiến triển tư tưởng của các giáo phụ vào ba chặng. Chặng thứ nhất, hai thế kỷ đầu. Chặng thứ hai, từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ bốn. Và chặng thứ ba, từ thế kỷ thứ bốn và thế kỷ thứ năm. Chặng một, thế kỷ thứ nhất và thứ hai. Và cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai, các tông phụ nhắc lại đạo lý thánh kinh về việc linh hồn những người lành thánh sẽ được đưa vào vinh quang Chúa. Thánh Ignatius Antiochia thâm tin rằng cái chết tự đạo là sự sinh ra và cuộc sống đích thực vì được kết hiệp với Đức Kitô. Chẳng hạn, trong lá thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Ignatius viết: đối với tôi, thà chết trong Đức Kitô thì tốt hơn là được làm vua cả địa cầu. Tôi mong ước Đấng đã chết vì chúng ta. Tôi mong ước Đấng đã sống lại vì chúng ta. Sự ra đi của tôi đã gần kề. Anh em đừng ngăn cản không để cho tôi được chết. Xin hãy để cho tôi chiêm ngắm ánh sáng tinh tuyển. Chừng nào tới đó, tôi sẽ nên con người thực hơn. Thánh Clemente quả quyết rằng hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô hiện đang ở chỗ vinh quang nơi thánh. Thánh Policarpo khẳng định rằng nhiều thánh tử đạo và tông đồ hiện nay đang ở chỗ xứng đáng kề gần bên Chúa sau khi đã chịu đau khổ vì người. Dù sao, tất cả các giáo phụ đều đồng ý rằng các vị tử đạo được đưa vào cõi sống bất diệt liền sau khi chết. Nhưng mà các ngài không nhất trí khi bàn về thân phận của những kẻ không tử đạo. Chặng 2, thế kỷ thứ 2, thứ 3. Và cuối thế kỷ thứ 2 và suốt thế kỷ thứ 3, các giáo phụ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm duy trì lập trường cổ điển. Một nhóm như là Justino, Theophilo Antiochia, Irene du nhập một tư tưởng mới. Đó là các linh hồn dù tốt dù xấu đều được giữ ở một chốn đặc biệt cho tới ngày quang lâm. Lúc đó mới có sự thưởng phạt vĩnh viễn. Người đầu tiên nêu ra thuyết này là Thánh Justino. Trong thời gian chờ đợi Chúa đến lần thứ hai, các linh hồn sẽ đi đâu? Thánh Justino trả lời: linh hồn những kẻ lành thì được ở một chỗ tốt, còn linh hồn những kẻ dữ ở một chỗ tệ, trong khi chờ đợi thời kỳ sự phán xét. Tại sao mà ngài đưa ra chủ trương như vậy? Lý do được giải thích ở trong cùng một tác phẩm Đối thoại với Trifo. Nếu bạn gặp ai tự nhiên là Kitô hữu nhưng lại không chấp nhận thân xác phục sinh bởi vì linh hồn được đón nhận đến trời lập tức, thì bạn đừng coi nó là Kitô hữu. Do đó, xem ra cái thuyết thưởng phạt ngay lập tức và vĩnh viễn được gắn liền với sự khước từ cuộc phục sinh thân xác. Thánh Irene cùng chung lập trường với Thánh Justino. Các linh hồn sẽ đi vào một nơi vô hình mà Chúa dọn sẵn và ở lại đó cho tới ngày phục sinh. Chừ nào đánh lại thân xác, họ mới tiến gần lại nhan Chúa. Duy chỉ có các vị tử đạo mới không bị chi phối bởi luật này. Các vị tử đạo hưởng hạnh phúc ngay lập tức. Đó cũng là ý kiến của ông Tertulliano. Ngoài các vị tử đạo ra, các linh hồn được giữ tại một chỗ chờ đợi cho tới ngày của Chúa. Ông cho rằng sự trừng phạt chỉ đến trọn vẹn chừng nào linh hồn được tái hợp với thân xác. Trận thứ 3, thế kỷ thứ 4, thứ 5.
Qua giai đoạn này, phần lớn các giáo phụ chủ trương có sự trừng phạt liền ngay sau khi chết. Tuy vậy, vài giáo phụ vẫn tỏ ra dè dặt với ý kiến này. Đầu thế kỷ thứ 4, ông Lactantius không chấp nhận có sự phán xét liền sau khi chết. Theo ông, các người chết được giữ lại ở một chỗ và chờ đợi cuộc phán xét chung. Bây giờ, cả hồn cả xác sẽ cùng chịu xét xử công tội. Hơn kém vào cùng thời đó, ông Afrates bảo vệ thuyết các linh hồn ngủ yên. Họ mất hết nhận thức và thưởng phạt cho tới chừng nào đứng thẩm phán đến xét xử. Thánh Augustino không có lập trường dứt khoát. Có lúc ông cho rằng sự trừng phạt vĩnh viễn chỉ diễn ra khi nào thân xác sống lại, bởi vì hạnh phúc hay trừng phạt sẽ không trọn vẹn nếu thiếu thân xác. Lúc khác, ông tin rằng có sự phán xét sau khi chết dựa theo dụ ngôn về ông Trọc Phú. Sau khi chịu phán xét, các linh hồn sẽ được an nghỉ hoặc chịu khổ hình. Nhưng tới ngày phục sinh, sự an nghỉ hoặc khổ hình sẽ gia tăng. Dần dần, có thêm nhiều giáo phụ nghiêng về chủ trương trừng phạt vĩnh viễn. Theo Thánh Ephrem, linh hồn người công chính được Thiên Chúa đem về thiên đàng. Thánh Hilario cũng chủ trương như vậy đối với các tội nhân. Liền sau khi lìa bỏ thân xác, linh hồn sẽ lãnh hình phạt ngay lập tức. Thánh Epiphanio biện minh việc tôn kính các vị tỳ đạo với lý do là tuy đã chết nhưng kỳ thực họ vẫn sống. Họ không bị hủy diệt nhưng họ vẫn sống gần bên Chúa. Theo Thánh Caesarius de Agde, trong khi thân xác để lương thực cho giỏi bọ ở dưới mộ, thì linh hồn được thiên thần đưa về trời. Nếu là người tốt, lập tức sẽ được lãnh chủ thiên. Nếu là người xấu, thì bị thảy vào nơi tối tăm. Thánh Gregorio cả cũng đồng ý kiến như vậy. Và hai thế kỷ sau, ông Anquinus quả quyết rằng đây là một đạo lý về đức tin. Tóm lại, ý kiến của các giáo phụ về sự trừng phạt vĩnh viễn liền sau khi chết không thống nhất và liên tục. Điều này có thể giải thích được bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là những khó khăn nhân học. Tại sao chỉ có linh hồn được thưởng hay bị phạt về các hành vi được thực hiện bởi cả hồn và xác? Và giáo phụ sợ rằng thức thưởng phạt lập tức sẽ dẫn tới việc phủ nhận đạo lý về sự phục sinh thân xác. Lý do thứ hai là vì Tân Ước chú trọng đến các biến cố cánh chung viên mãn, quang lâm, phán xét phục sinh, cũng như tính cách cộng đoàn của cuộc sống vĩnh viễn. Việc thưởng phạt liền sau khi chết xem ra khó dung hợp với mấy cảnh đó. Thực vậy, rất ít bản văn nói tới sự thưởng phạt liền sau khi chết. Chỉ có Luca chương 22 câu 42-43, Philippe chương 1 câu 23. Vì vậy mà cần có thời gian để khám phá ra những đoạn văn quý hiếm đó. Dĩ nhiên, truyền thống tôn kính các thánh là một nhân tố góp phần cho việc tiến triển đạo lý. Thực vậy, nếu các người công chính chưa được hưởng danh Chúa, thì vùng vụ kính các thánh chẳng có giá trị gì cả. Huấn quyền. Chính vì giáo huấn của các giáo phụ không đồng nhất, cho nên huấn quyền của giáo hội phải mất nhiều thời gian để đạt tới một đạo lý chắc chắn. Công đồng Leo thứ hai năm 1274 đã phát biểu đạo lý về sự thượng phiệt, trừng phạt liền sau khi chết như thế này. Các linh hồn của những kẻ đã lãnh bí tích rửa tội không mắc vết tích gì của tội lỗi, và các linh hồn tuy đã phạm tội nhưng đã được thánh tẩy hoặc khi còn trong thân xác hay rời khỏi thân xác thì họ sẽ được nhận ngay tức khắc vào trời. Còn các linh hồn những kẻ chết trong tội trọng hay chỉ tội nguyên tội mà thôi thì ngay tức khắc họ sẽ xuống hỏa ngục, tuy bị phạt với những hình khổ khác nhau. Thế nhưng, và tu sĩ Phan Sinh chủ trương rằng linh hồn của những người công chính tuy được vào thiên đàng nhưng mà chỉ được nhìn ngắm nhân tính của Đức Kitô chứ chưa có được hưởng phúc kiến cho tới khi thân xác sống lại. Ý kiến này bị các nhà thần học dòng Đa Minh phản đối. Lúc đó, Đức Thánh Cha John 22 thiết lập một ủy ban để theo dõi cuộc tranh luận. Trong tư cách cá nhân, Ngài bênh vực ý kiến của anh em Phan Sinh và tìm nhiều các phẩm giáo hụt để mà chứng minh. Trong bản giải lễ các thánh năm 1331, Đức Thánh Cha John 22 cho rằng các linh hồn những người công chính được đưa vào lòng ông Abraham và chỉ nhìn thấy nhân tính của Đức Kitô và phải chờ cho tới ngày sống lại thì mới được chiêm ngưỡng nhan Chúa. Tư tưởng này dựa trên uy tín của Thánh Bernardo cùng với lý chứng thánh kinh và lý chứng tự nhiên.
Đức Chúa Thánh Kinh muốn rằng con người chỉ được vào nước Chúa sau ngày phán xét chung. Còn Đức Chúa tự nhiên đòi hỏi rằng hạnh phúc chưa thể nào trọn vẹn bao lâu mà linh hồn chưa được kết hiệp với thân xác. Bài giảng này gây ra nhiều phản ứng trái nghịch giữa các nhà thần học. Vì thế, ngày 15 tháng Chạp, Đức Gioan 22 bàn động thêm vấn đề dựa theo sách Thánh và Augustino. Nhất là ngài quả quyết rằng xã hội chưa có định tiến về điểm này. Trong bài giảng ngày 5 tháng Giêng năm 1332, ngài mở rộng vấn đề sang các tội nhân và cho rằng họ đang bị giữ ở một nơi tối tăm, cho tới ngày tận thế thì mới phải xuống địa ngục. Tuy nhiên ngài nói rằng đây là ý kiến tư riêng và sẵn sàng sửa đổi nếu không phù hợp với truyền thống. Thế rồi, trước khi qua đời, ngài đã rút lại tất cả những gì đã nói về sự hoãn đại về thưởng phạt cho đến ngày tận thế. Vị kế nhiệm Đức Benedicto thứ 12, nguyên là một thành viên của Ủy ban Thần học được ủy thác nghiên cứu vấn đề, đã ban hành tông hiến Benedictus Deus ngày 29 tháng Giêng năm 1336 và tuyên bố như là đạo tí đức tin rằng sự thưởng phạt diễn ra liền sau khi chết. Chúng ta sẽ phân tích bản văn này ở trong bài tới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.945 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.